Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu hoành phi được sơn son thép vàng và được làm bằng chất liệu gỗ vụ 100%. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Nghệ An. Chúng tôi vừa với thép vàng xong, chúng tôi có quay lại video clip và báo cáo với gia đình là hàng của các anh thì đã xong rồi. Chuẩn bị đến ngày bàn giao, chúng tôi chỉ còn một nước phủ nữa thôi. Nước phủ trên bề mặt vàng để giữ bóng. Hai bức hoành phi này thì bức hoành phi trên hình các bạn đang xem đây là bức hoành phi dài 2m17, chiều rộng 81. Bên trong lồng cuốn thư chạm ba chữ là Phụng Tổ Đường, đọc từ bên phải sang. Chúng tôi thắp bóng điện để chiếu sáng vào nên là nhìn nó hơi bị lóe mất một phần. Toàn bộ là được sơn son thép vàng Đài Loan, chất liệu là chất liệu gỗ vụ. Thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu hoàn chỉnh bức hoành phi này khi mà chúng tôi đã điểm son vào các cái khung ô đố phần khung tranh. Gần đây chúng tôi làm rất nhiều đồ thờ cúng thì quý khách hãy đăng ký kênh để xem thêm các cái video clip của chúng tôi về đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cũng như là cuốn thư khám thờ, ngài thờ rất nhiều. Đi song song với mẫu hoành phi này thì chúng tôi đang làm mẫu hoành phi là chạm ba chữ phổ thông ở giữa là Đức Lưu Quang. Và đây là do yêu cầu của khách hàng yêu cầu là chữ Phụng Tổ Đường. Thì chúng tôi đã thay cái phần chữ Đức Lưu Quang bằng Phụng Tổ Đường. Còn mẫu mã thì là vẫn giữ nguyên. Và một bức hoành phi bên kia nữa chúng tôi cũng thép vàng xong và chạy chuyện góc xung quanh. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 3 phân. Khung tranh chúng tôi làm dày 7 phân. Hàng này là hàng khác biệt so với các hàng phổ thông trên thị trường. Toàn bộ phần nền là chúng tôi để nền trơn. Gần đây thì có một số khách hàng là thích nền gấm thì chúng tôi sẽ chặt gấm ở phía dưới. Gấm là gấm chữ thập. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm này, quý khách hãy gửi về cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Hoặc quý khách có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu sản phẩm một. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh có nhận trùng tu đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Chúng tôi có thể đến tại tư gia thì giá công thợ nó sẽ cao hơn. Hoặc là quý khách có thể chuyển toàn bộ số đồ thờ đã qua sử dụng về cho chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ hoàn thiện và sau đó chúng tôi sẽ lại bàn giao. Chúng tôi đang thép vàng rất nhiều cửa võng, cuốn thư câu đối để bàn giao cho quý khách trong đầu tháng 8 tới này, mùng 2 âm lịch. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật các cái mẫu hoành phi câu đối mới nhất, sơn PU cũng như là sơn son thép vàng mà chúng tôi đưa lên. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, chúng tôi để ở phía cuối video đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.